Chào mọi người, chúng tôi rất vui được gặp lại mọi người ở video clip này. Thi sĩ Lloyd Byron, một công dân nhà thơ lớn của nước Anh và thế giới ở thế kỷ thứ 19, là tác giả của hàng nghìn trang thơ thiên tài, đã viết một luật mực có thể làm vạn người suy nghĩ, một cuốn sách hay có thể thay đổi số phận biết bao người. Mọi người thân mến, sách hay tài liệu viết về hướng dẫn lập trình bằng các loại ngôn ngữ nói chung và ngôn ngữ C nói riêng là rất nhiều. Nhưng viết về ngôn ngữ C lập trình cho các chuyên ngành, nhất là chuyên ngành kỹ thuật, thì rất hiếm. Thêm vào đó, thông tin về việc sử dụng ngôn ngữ C lập trình cho chuyên ngành lại không nhiều. Để góp phần hỗ trợ thêm sự tìm hiểu của mọi người về nội dung khá phức tạp nhưng cũng rất quan trọng này, trong video clip, chúng tôi giới thiệu đến mọi người cuốn sách Lập trình C trong kỹ thuật điện tử. Đây là một cuốn sách hay, gối đầu giường và thực sự cần thiết cho mọi người, vì sách nói về nội dung như thế này là không nhiều trên các kệ sách hiện nay. Cuốn sách không chỉ dùng làm tài liệu tham khảo cho chuyên ngành kỹ thuật, mà các chuyên ngành khác cũng đều có thể tìm thấy nhiều kiến thức bổ ích liên quan mà mọi người quan tâm. Cuốn sách có tất cả 12 chương với nội dung như sau. Chương 1 là chương mở đầu. Chương 2 nói về cách nhập vào và xuất ra. Chương 3 nói về các lệnh lựa chọn. Chương 4 nói về lệnh lọc. Chương 5 nói về các hàm. Chương 6 nói về con chó. Chương 7 nói về mang. Chương 8 nói về sau. Chương 9 nói về các cấu trúc. Chương 10 nói về cách nhập xuất tệp. Chương 11 nói về lập trình hệ thống. Và chương 12 là chương cuối, nói về các đề án. Do thời lượng giới hạn nên trong video clip này chúng tôi chỉ giới thiệu chương 1. Các chương kế tiếp chúng tôi đã giới thiệu trong video clip khác. Nếu mọi người quan tâm đến các chương còn lại của cuốn sách này thì mời về đến kênh YouTube của chúng tôi sẽ có được thông tin đầy đủ nhất. Hãy đăng ký vào kênh của chúng tôi, vì biết đâu sẽ có lúc mọi người cần tìm kiếm một vài thông tin gì đó từ chúng tôi thì sao. Để ủng hộ chúng tôi cũng như để theo dõi được video clips khác từ chúng tôi, mời mọi người bấm vào nút đăng ký để đăng ký vào kênh của chúng tôi, bấm nút like và chia sẻ, vì biết đâu có những người quen của mọi người đang cần tìm kiếm thông tin về nội dung này. Vâng vâng, thay cho lời cảm ơn chúng tôi hy vọng video clip này sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã về xem video clip của chúng tôi. Bây giờ mời mọi người cùng xem video clip. Thank you.
Đến đây là kết thúc chương 1. Để nhận được đầy đủ nhất về cuốn sách Lập trình C trong kỹ thuật điện tử, cũng như nhiều thông tin bổ ích cần thiết khác, chúng tôi mời mọi người gài đến kênh YouTube có địa chỉ mà chúng tôi đã cung cấp phía dưới của video clip này. Mọi người sẽ cập nhật được đầy đủ toàn bộ các thông tin từ chúng tôi. Do thời gian cũng như khả năng trình bày còn hạn chế, chúng tôi mong muốn nhận được nhiều góp ý hay nhận xét của mọi người để video clips tiếp theo chúng tôi sẽ thực hiện được tốt hơn. Chào tạm biệt mọi người ở video clip này. Hẹn gặp lại mọi người ở video clips tiếp theo.